Câu Phật hiệu này mỗi ngày chúng ta quân tập. Quý vị thấy thường niệm Phật vậy đó, nhưng mà có khi chúng ta gặp những sự trở ngại bất chợt mà mình có khi còn quên câu Phật hiệu, quý vị. Hoặc là có những lúc mình ngủ mà mình gặp ác mộng, có khi mình cũng không nhớ được câu Phật hiệu. Có khi mình bị người ta hù bất chợt cái mình kêu trời ơi, mình cũng không nhớ câu Phật hiệu. Nên câu Phật hiệu này là quân tập để cho mình thành quen những cái lúc mà bất chợt mình nhớ niệm Phật được. Đó là quan trọng nhất, bị nhớ kỹ. Và nó quân tập đến lúc mà cận tử nghiệp của mình là lúc quan trọng nhất để nhớ được câu Phật hiệu. Nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật gọi là quân tập, thành thói quen niệm Phật. Và cũng từ ngay câu Phật hiệu này mà nó quân tập cho mình sửa tính tình của mình lại luôn. Nên từ một câu Phật hiệu này mà thí dụ như khó tính đồ, sân si la lối đồ, bực dọc đồ, từ một câu Phật hiệu này nó cũng điều chỉnh luôn quý vị nhé, điều chỉnh luôn nó. Nên một câu Phật hiệu gọi là quân tập đó. Vì thấy mỗi người chúng ta có những lúc mình nằm ngủ đi, những cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp nó quay lại từ trong tiềm thức của mình. Tự nhiên mình thấy có những người đuổi dượt mình hay là dượt đánh mình, họ làm ghê gớm lắm, mặt mày họ dữ dằn lắm. Mà trong lúc đó quý vị chỉ càng nhớ được câu Phật hiệu, niệm lên câu Phật hiệu thôi, thì tức khắc cảnh giới đó tan biến đi. Nhưng mà mình mà không niệm được câu Phật hiệu thì mệt lắm. Giống như mình bị người ta đuổi dượt đồ, mình chạy đồ, cực kỳ mệt luôn. Nên có những người khi mình khuyên người ta niệm Phật đi, mình nói nếu như bây giờ không niệm, nhưng mà có những lúc nào bất an, sợ hãi hoặc gặp sự cố gì không ai giúp mình, nhớ niệm Phật nghe. Tự nhiên họ nghe câu thôi, tuy là họ không niệm đó, bây giờ họ không niệm đó, nhưng mà có những lúc không có ai giúp họ hết, tự nhiên họ nhớ đến lời nói của mình, họ lại niệm Phật. Quý vị nhớ là thường ngày thì mình quân tập bình thường, mình thấy bình thường vậy đó, nhưng mà đến khi mình có gặp những sự trở ngại gì không ai giúp mình, lạ thay câu Phật hiệu này rất có tác dụng. Thêm cái nữa là thí dụ như mình buồn đi, mình chán nản một điều gì đi, quý vị mà dùng phương pháp niệm Phật, lễ Phật này chân thành nghe, xong nó hóa giải cái tâm cực kỳ hay luôn. Nên những đức thấy trong thời gian mà mười mấy năm mà những đức gặp pháp môn niệm Phật này, là những đức thấy là bản thân tôi trong mười mấy năm nay mình đi tu cái mình gặp rất nhiều sự trở ngại, nhờ ngay chỗ niệm Phật mà vượt qua. Mà sự trở ngại lần này của những đức càng lớn hơn những lần trước. Có nghĩa là cuộc đời những đức đi tu và những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng pháp, ngày cũng nói cuộc đời của ngài gặp rất nhiều sự trở ngại, mà mỗi lần trở ngại là cứ tăng thêm sự trở ngại, cứ tăng thêm sự trở ngại, và sự trở ngại đều vượt qua, và tăng thêm sự trở ngại thì tăng trưởng cảnh giới tu hành. Thì những đức cũng thấy rõ ràng luôn, những đức gặp những sự trở ngại càng tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm, và lần trở ngại này rất lớn cũng nhờ từ ngay niệm Phật, lễ Phật mà bình định lại cái tâm. Thì nhớ rằng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nên quân tập câu Phật hiệu từ tâm thì đúng là tất cả pháp đều được quân tập. Con người tự nhiên nó nhẹ nhàng thoải mái thật sự quý vị. Mà mỗi ngày mà dụng công tu này, những đức tin chắc 100% quý vị đều có sự an lạc vô cùng đó. Nghĩa là lay quay ngày mai tới thứ bảy nữa hả ta. Bữa đó có cái ông đó, ông nhắn tin ông nói rằng là buổi tối thứ bảy mỗi lần mà ông lễ Phật mà 12 giờ khuya, quý vị biết có cái cảm giác này không nha. Mà quý vị mà muốn có cái cảm giác này thù thắng nhất là lúc quý vị lễ Phật, vì nên mở cửa sau ra, cửa sau lưng quý vị mở ra nha. Thử đi quý vị, thử mở cửa sau lưng ra,
Thường là quý vị lễ Phật, ví dụ như quý vị đóng cửa sổ, đóng cửa lên hết, ví dụ nay vì mở cửa sổ rồi ra, mở cửa sau ra nghe. Ông này ông nói rằng là cái lúc mà ông niệm Phật 12 giờ khuya, ông cảm giác ở phía sau ông rất là nhiều người cười vui. Vậy là sao? Như Đức nói đúng rồi, cái câu Phật hiệu này mà khi bị niệm là củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, quán thân trái chủ, hương linh dị nghiệp phá thai, những người chết chưa siêu thoát, người ta rất là mừng. Tại vì biết rằng người còn sống mình thì ai cho mình ăn cơm đồ này kia, đồ ăn ngon mình mừng, mình vui lắm. Nhưng mà người chết chưa siêu thì người ta mà hưởng được cái quang minh của Phật. Tại vì nơi nào niệm Phật là nơi đó có quang minh Phật soi gọi đến. Người ta hưởng được cái quang minh đó, người ta mừng dữ lắm, người ta vui lắm. Có những người mà người ta mà buông cái tâm hận thù xuống nghe, mà người ta niệm lên câu Phật hiệu, người ta nương vào quang minh, người ta được siêu thoát luôn. Được siêu thoát luôn á. Nên từ nơi đó mà mình, nơi nào niệm Phật là nơi đó có quang minh Phật soi gọi đến. Chư hương linh người ta ở đó nhiều lắm. Ví dụ như vậy, bật máy niệm Phật đi, trong nhà bật xuyên suốt đi, quý vị biết nơi nào mà bật máy niệm Phật. Và tôi không hề nói rằng là nó xa ra khoảng cỡ mấy chục cây số, cả trăm cây số, cảnh giới quỷ thần được nhờ và niệm Phật theo. Tôi không hề nói vậy đó. Nghĩa là nơi nào bật máy niệm Phật bật xuyên suốt luôn. Nhất là bây giờ mà cái room này mà có cái màn hình, nó càng thù thắng hơn. Nên nhiều người ta hỏi qua Thượng Không rằng là nếu mà như vậy thì cảnh giới quỷ thần cứ theo con hoài sao? Ngài nói không sao, họ đi theo mình để làm hộ pháp cho mình. Vì mình niệm Phật, bật máy niệm Phật, họ được nhờ, họ đi theo mình làm thằng hộ pháp giúp đỡ mình, không có hại mình. Đừng lo, đừng sợ. Nên cái chú này ông nói rằng lễ Phật 12 giờ khuya, nói phía sau lạnh rái. Phía sau gì? Ông cảm giác người ta phía sau đông lắm, người ta vui lắm. Rồi ông hỏi những đức vị có sao không, vậy đó nói tốt, người ta vui là tốt. Phải thế sao, người ta săn hẳn thì không tốt, nhưng mà người ta vui rất là tốt. Mà rất nhiều người nghe, nhiều cô cũng nhắn tin nói rằng là khi lễ Phật 12 giờ khuya phía sau sao gió thổi mát quá. Nó gió thổi là mát là phải rồi, cái này là biết rồi, hiểu không? Cái lo lễ. Xong bà nói rằng là nhưng mà sao mình lễ sao ngoái ngoái phía sau coi cái gì, gió thổi nó có đừng quan tâm tới làm chi. Nói, gió thổi kệ, gió lò thổi, mình lo mình tu thôi. Nên ngày mai bắt đầu thứ bảy phải không, mai thứ bảy không mà tới từng như thế không hay nghe, như thế tưởng đâu ngày mai mới cái thứ năm thứ sáu gì ai biết, mà nghe nói mai thứ bảy à, mai thứ bảy ha. Thì vì biết ngày mai nghe tu nghe, vì mở cửa sau lưng ra cái 12 giờ khuya mình phải có tâm giúp người ta. Mình tu mà mình có tâm giúp người ta, biết mở cửa sổ ra. Những đức nó thật sự ở đây là thí dụ như tại vì gần nhà người ta nhiều quá, mở cửa thì ấy, nếu vì nhà gần nhà bắt tiện thì thôi. Nhưng mà nếu mà ở dưới quê đồ không, xa xa nhà người ta ra, vì lễ Phật á, vì mở cửa ra 12 giờ phía nghe, trời ơi, tôi vô đông lắm, tôi tu chung vô tu chung đông lắm. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng người sống được nhờ mà người chết được lợi, mà trong đó khi thăng bằng quyến thuộc của mình. Bởi vì mà có tâm đó thì quá giải quan gia chứ không giỡn đâu nghe. Mình phải có cái tâm lực cho nó mạnh, chứ đừng có mà nghe gió thổi sau lưng mát mát là lạnh lưng, cái là xanh mặt sợ rồi lo được. Vậy thì mình không đặc biệt, có gì chứ nghe. Nhưng mà tương công thì nó thằng hộ, có nghĩa là quỷ thần ta theo người ta làm thằng hộ pháp cho mình luôn á, giúp đỡ mình luôn á, không có hại mình đâu, đừng có lo. Nên trong nhà bắt máy niệm Phật xuyên suốt luôn, hay tập thành thói quen, nơi ở bắt máy niệm Phật, trong phòng bắt máy niệm Phật, phòng mình đặt máy niệm Phật xuyên suốt luôn, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật để nhắc nhở mình, để nghe câu Phật hiệu. Nghĩa là câu Phật hiệu này phải quân tập thành quen, quý vị, câu Phật hiệu này phải quân tập thành quen. Nghe quen câu Phật hiệu này, gặp bất cứ sự trở ngại sự cố gì cũng phải niệm Phật. Có một lần nọ này kể vị nghe là lâu lắm mà nghe, có một lần nhà đức nằm ngủ buổi trưa này nè, nằm ngủ buổi trưa, quý vị có thấy vô này không, tự nhiên sao thấy một cái người này là người ta quý vị, mà một cô gái, mà cô này cô xinh đẹp lắm nghe, tự nhiên sao cô chạy là cô ôm mình cứng ngắc, mình nói ủa mà xô ra không được quý vị. Tự nhiên lúc đó mình niệm A Di Đà Phật,
tự nhiên mất tiêu. Mà quý vị mà thường gặp ác mộng, quý vị chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là tự nhiên mất tiêu. À, cái này là 100% luôn á. Nhưng mà thí dụ như bị không niệm A Di Đà Phật, mới bị cố đẩy ra là bị mệt ghê lắm. Giống như dùng dằn là mệt lắm, nhưng vậy đó nghe mà một câu Phật hiệu niệm lên cái thôi mất tiêu. À, có Phật hiệu niệm lên cái mất tiêu liền. À, nên những đức nói với vị nghe có Phật hiệu này không đơn giản. Mà phải tin 100% luôn cái này là. Nhưng mà trong mơ mà vị mà niệm được có Phật hiệu là không đơn giản. Phải gọi là quân tập quen lắm luôn á. Quân tập rất là quen luôn, quý vị biết. Có khi mình ăn chay trường thời gian lâu nghe. Mình ăn chay trường thời gian lâu đó, quý vị biết cái túc nghiệp của mình á. Lâu lâu tự nhiên mình ngủ, mình nằm mơ, mình thấy người ta rủ mình ăn mặn. Ta rủ mình ăn mặn. Ừ. Đó. Nên từ nơi đó mà, quý vị biết không? Cách đây thời gian có không lâu, có người ta mua chả, người ta đem lại cho ăn. Mà cái chả đó ăn ngon lắm quý vị. Mà tự nhiên mình ăn cái chả này ngon xong tự nhiên ủa mình ăn xong mình ăn cái mình nói ủa cái chả này chắc chắn có vấn đề, chả chay mà sao chả này ngon dữ vậy ta. Mà khi ăn xong rồi quý vị biết rằng là tự nhiên sao bụng khó chịu ghê lắm, buổi trưa đó ngủ đó quý vị thấy ủa tự nhiên mình đang ngủ mình thấy mình gấp đồ ăn toàn là thịt gà thịt heo không quý vị. Mình nói, ủa mình ăn chay mà ta, sao mình ăn chay mà sao toàn mình gấp thịt gà thịt heo không vậy chàng. Rồi xong cái đầu mình buông đũa xuống, mình buông đũa xuống, rồi đâu mình ngủ thức dậy mình nghĩ là hồi xa hồi trưa này ăn cơm ăn chả này chắc chắn chả này có vấn đề. Nên những đứa có cái bài chia sẻ bữa đó nhớ không, làm đồ chay mà bỏ đồ mặn tội rất là lớn. Có bây giờ những đứa có chia sẻ cái bài pháp đó rõ ràng mà, là cái bữa đó chả rất là ngon mà ăn xong nó khó chịu cái bụng, rồi chưa ngủ cái tự nhiên thấy gấp toàn là thịt gà thịt heo không mà quý vị. Nên mình ăn chay mình niệm Phật có thời gian lâu nó sẽ có một cái sự mà nhắc nhở mình rất là lớn. Nên cái đồ ăn chay bây giờ có những loại nó cũng không được sạch sẽ gì mấy, cái câu nó không sạch sẽ gì mấy, đây là có khi người ta dám bỏ đồ mặn vô, ta làm cho ngon ngon quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy rõ ràng chưa. Nên một câu Phật hiệu này nghe, trong lúc này lúc nọ lúc kia mình sẽ đem câu Phật hiệu này ra để áp dụng trong cái cuộc đời mình luôn. Và thêm cái nữa là lúc quý vị mà bất chợt bị chửi bất tử nghe, giỏi giang bất tử mà quý vị mà niệm được câu Phật hiệu là bình định tâm liền. À, quý vị để ý đi, trong quý vị chồng vợ đồ nè, con đồ nè, bất tử bị người đi làm rồi bị người ta ăn hiếp nghe, bị người ta chửi nghe, hoặc là chồng vợ gì nó chửi bất tử đi, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ câu Phật hiệu và nghĩ mình tương lai là người dân ở thế giới cực lạc, nghĩ như vậy một cái thôi bình định tâm liền. Vừa nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc không hơn thua với họ, vừa nghĩ như vậy thôi trong lòng vui vô cùng luôn. Vui là vì mình niệm Phật mà bây giờ gặp sự cố thì mình niệm được có Phật hiệu nên mình rất là vui, vì như vậy là mình gần thế giới cực lạc. Nhưng mà mình niệm Phật mà có khi mình gặp sự cố, mình buồn, mình bực bội, mình khó chịu, tự nhiên trong lòng mình nói mình còn dở lắm, bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, mình còn dở quá nên mình phải cố gắng hơn nữa. Tại vì mình niệm Phật mình muốn sanh cực lạc, mà bây giờ mình gặp sự cố cái mình bực bội, mình tức tối lên là mình thấy mình còn dở quá nên mình phải cố gắng niệm Phật hơn nữa. Phải nghĩ kỹ cái điều này, nghĩ việc phải nghĩ là mình là người dân ở thế giới cực lạc. Mình là người dân ở thế giới cực lạc. Nên những đức thấy rằng là cái đạo tràng trên không trung này, khi trước thời gian quý vị mà vô tu, những đức thấy bây giờ quý vị kết bạn ở trên đạo tràng trên không trung này nghe, những đức thấy mà có nhiều vị mà quý vị vui vô cùng luôn. Mà quý vị phải cẩn thận, có khi sau lưng quý vị có người sẽ thấy quý vị tưởng là quý vị bị khùng. Mình vui vui nhưng mà nhà coi có ai không nghe, chứ không thôi mà tự nhiên ngồi có mình một mà chào tay rồi làm rồi thích ghê rồi làm quá làm kinh khủng quá. Phải cẩn thận quý vị, coi đóng cửa rồi đàng hoàng lại, tại vì người ta không biết mình đang làm cái gì kỳ cục quý vị. Hồi sáng đứt vô mà những đứa thấy gì đâu mà làm gì đâu mà kinh khủng lắm vậy. Không thì vì vui những đứa quan hệ hết thôi, nhưng mà hết sức cẩn thận. Có khi mà chồng đồ nó đi làm về bất tử, nó bữa này nó không có vui, nó gặp tới tưởng đâu ba trận gì, nó lỡ nó dậm một cái lúc đó niệm Phật hay niệm cái gì đó nghe quý vị. Nên thật sự mà nói thì vô tu mà vui vẻ gì như đức mừng cho quý vị vui vẻ an lạc, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, những đức rất là tán đồng cái chuyện có niềm vui thì mới tu được.
Thấy không? Cái mặt lúc nào cũng tươi rói là thấy tu ngon lành rồi. Nó thấy bé ly dịu đồ, về nhà tu với mẹ rồi, bữa nay lên trên cao rồi đó nghe, đi hổm giờ ở bên đầu chàng ba tuốt ở dưới, lên là cao ha. Hai mẹ con ở nhà tu gì được rồi đó, kệ duyên mình á, như những đức thôi, thấy không? Duyên ở nơi nào bao nhiêu thì mình hết lòng bao nhiêu, rồi duyên ở đâu thì mình niệm Phật ở đó thôi. Nó duyên ở đâu niệm Phật ở đó thôi. Nó nên những đức nói câu vật hiệu này đừng có bỏ, duyên ở đâu thì niệm Phật ở đó. Đừng có bao giờ hụt hẳn ai, đừng bao giờ buồn chán ai, đừng bao giờ trách ai mà bỏ câu Phật hiệu. Cái người mà có tâm quyết tu ở trong chùa, dù mình đi về đâu mình cũng sẽ niệm Phật. Còn cái người ở trong chùa cho qua ngày đoạn tháng, họ bước ra là họ nghĩ niệm Phật luôn. Uổng cuộc đời dữ lắm, nó thật sự có vật hiệu này mà. Quý vị mà gặp được mà vì bỏ đi là như nó uổng dữ lắm luôn. 100% đi, đừng có bỏ. Nói dù cho có lên bờ xuống ruộng, có khổ đau trùng trùng, có bao nhiêu sự thử thách, đừng có bỏ nghe Đức Hòa. Nha, Đức Hòa này đẹp trai, hắn tóc ngon lành nha. Chưa, siêng tu lắm á. Thấy không? Mấy vị mà vô đây tu từ từ là mặt mày sáng sủa, quảng ngọc rồi, nó mặt tươi rói thế chứ. Mấy cô tu giết mà nó. Nên cô Hường, cô đồ niệm Phật với mặt tươi rói thế chứ. Cứ mà vô đây tu lúc nào mặt cũng cười chứ. Ta nhìn thấy mình đó nghe. Bao nhiêu người ta thấy mình hết á. Đầu chạy không chung này vô, quý vị vô tu người ta thấy bị hết á. Chải đầu cổ đàng hoàng lại, tóc tai đồ gọn ghẽ. Chứ không phải nói lên đây tu mà để bày hay đâu nghe. Không phải không ai thấy vị đâu, người ta thấy hết trơn đó. Nó chứ không phải là xỏ tóc dài mà. Có một cái cô của lễ Phật 11 giờ mấy phía, mình gặp sợ. Lễ mới bật cái điện thoại thì sao mà ngộ ghê. Bật cái điện thoại ngang thì sao quý vị. Mà tóc bả dài quý vị, bả lễ mà chậm biết cái nhịp sao, nó chậm kỳ cục lắm kìa. Bả xuống gì nè, xuống gì mà nó nghiêng sao á. Rồi tóc bả phủ xuống, cái bả lên lại, nó bật lên, cái bả chậm xuống. Ôi bằng đi mà gặp thấy bả lễ bật, tự nhiên mình nó ốc ác nổi cục lên. Ấn ghê. Nên thôi mà đây là cái đạo tràng không chung, là cái màn hình á, ta thấy bị hết, lướt thấy hết luôn á. Từ nó đó kẹp tóc, đã tai đàng hoàng, lên tu đồ áo chàng, ủi đồ đàng hoàng, mình tu tập mà. Nó phải có sự trang nghiêm gì á, lúc nào vui vui mà vô tu là nghiêm túc đàng hoàng. Thấy không? Người ta nhìn thấy nó không có giỡn đâu mà quý vị vui giết quý vị. Cái niềm vui tích tụ nguồn năng lượng rất cao. Nên khi quý vị gặp chuyện buồn, nhờ cái năng lượng này nó chuyển hóa. Con người mà thường buồn, nó gặp sự cố là nó buồn luôn. Nó buồn luôn. Còn khi một con người vui mà mình gặp một sự cố gì là nó chuyển hóa liền. Chuyển rất là nhanh, quý vị thấy như Đức thường là năng lượng tràn đầy, nó vui dữ lắm. Nên như Đức gặp một sự cố nặng cực kỳ trong cuộc đời như Đức luôn, nhưng mà như Đức chuyển hóa được liền. Chuyển rất là nhanh quý vị. Cho quý vị biết rằng là lúc mà như Đức mà chưa đi, thật sự 1-2 ngày đầu như Đức rất là buồn. Buồn vì cái tâm trạng bao nhiêu con người vào trong chùa nó tác động vô tâm mình. Không tưởng tượng được đâu quý vị. Không ngủ được mấy ngày luôn á. Mấy ngày mấy đêm không ngủ luôn á. Nó buồn như thế nào á. Ngồi đâu mình không muốn khóc mà nước mắt nó cứ chảy suốt luôn. Tại vì cái tình thương bao nhiêu năm tháng không có giỡn. Bao nhiêu cái tình cảm con người mà như Đức sống tình cảm dữ lắm. Mình mất cha mẹ mà quý vị. Mình sống tình cảm dữ lắm. Quý vị ai là người mất cha mất mẹ đồ, hoặc là mất mẹ sớm, quý vị sẽ là một con người rất tình cảm. Nên quý vị biết rằng là nó tác động vô tâm mình không đơn giản đâu. Vì mà khi những Đức bước ra ngoài, những Đức dụng công tu một phát, nó chuyển hóa liền. Mình nói bây giờ mình thương các cụ, thương đại chúng, thương quý Phật tử, bản thân mình phải cố gắng tu hành. Không có thả trôi thả nổi được. Nếu như mà mình thả trôi thả nổi là mình hư luôn, mình tiêu luôn. Vậy thì mình phụ lòng người ta dữ lắm. Nên nhờ vậy mà nó vượt lên chính mình. Bây giờ mới có cái đạo tràng không chung mỗi ngày, mấy ngàn người tu ý nghĩa quá chàng luôn. Nên Liên Diệu về cố gắng niệm Phật. Thấy trong nhóm mấy đứa trẻ đi ra ngoài, thấy Liên Diệu tu với mẹ rồi ổn định, giữ ăn chay niệm Phật cả đời, làm cư sĩ mà niệm Phật gì đó hay lắm. Đừng có bỏ câu Phật hiệu, thấy không? Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.